Đoàn công tác Bộ Công Thương do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương và tập đoàn An Phát Holdings tại cụm công nghiệp An Đồng, Hải Dương. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn An Phát Holdings cho biết, năm 2021, mặc dù đối diện với những tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19, An Phát Holdings vẫn đạt tốc độ tăng trưởng ổn định, đặc biệt với dự án nhà máy nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn PBAT An Phát đang được gấp rút chuẩn bị khởi công xây dựng. Tập đoàn sẽ trở thành một trong số ít các nhà cung ứng nguyên liệu xanh trên toàn cầu, trực tiếp góp phần giảm giá sản phẩm xanh. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, tập đoàn cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ các dự án chiến lược, trong đó có nhà máy sản xuất nguyên liệu xanh đang chuẩn bị khởi công xây dựng để đón đầu nhu cầu tăng trưởng trở lại của thị trường toàn cầu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần nhìn nhận lại để có được một chiến lược mới phù hợp hơn, tiếp tục tái cấu trúc mạnh mẽ thông qua đa dạng hóa sản phẩm, hướng đến phát triển các sản phẩm nguyên liệu, linh kiện cho ngành công nghiệp chế tạo, cơ khí, điện tử, bên cạnh các sản phẩm tiêu dùng thế mạnh như hiện nay. Ngoài ra cần có sự kết nối, gắn kết chặt chẽ với các cơ quan quản lý cấp từ trung ương đến địa phương để nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời trong quá trình thực hiện ý tưởng và chiến lược phát triển của mình. Mặt khác, doanh nghiệp có thể phản hồi, kiến nghị lại về những cơ chế, chính sách cần thiết. Bộ Công Thương cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương cũng như các ngành chức năng của địa phương để tiếp tục lắng nghe, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thông qua công cụ điều hành chính sách.